học Mỹ luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch du học của học sinh Việt Nam. Nhưng làm sao khi phỏng vấn có được visa Mỹ? Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với bạn Mỹ Hạnh, sinh viên vừa tốt nghiệp cao đẳng khoa quản trị kinh doanh tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh có thể là chia sẻ đôi nét về bản thân của Mỹ Hạnh cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên là Nguyễn Lê Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi, em vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh. Em sở thích của em đó là xem phim Ấn Độ và nghe nhạc. Thì giờ qua Mỹ em sẽ học chương trình gì? Dạ, em sẽ học Business Administration. Năm đầu tiên thì em sẽ học tiếng Anh và 4 năm còn lại thì em sẽ học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học University of Nebraska Omaha. Bang Nebraska đó là một cái bang mà rất là ít người Việt nên thuận lợi cho em học tiếng Anh hơn. Thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, cách đây một năm mà khi mà em có ý định đi du học á, thì em lên trên trang web á, em tìm những cái video về cách thức xin visa thì em thấy Tân Đại Dương có rất là nhiều bạn là đậu visa nên em quyết định chọn trung tâm này. Công ty giống như là một gia đình vậy đó, từ anh bảo vệ cho đến chị tư vấn viên rồi những cái anh Khôi, anh bảo anh, tất cả mọi người giống như là một gia đình vậy đó. Khi mà có bạn hoặc là người thân của em mà có ý định đi du học á, thì em sẽ giới thiệu trung tâm này. Em thấy là rất là uy tín, làm rõ chuyên nghiệp, tất cả mọi thứ đều hoàn thiện. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn những cái chia sẻ thực tế của em. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn và chúc Mỹ Hạnh qua Mỹ học tập.